nội địa có đưa về đội được. Đứng ngay đầu lồng không đáy, chim chim đi chóc. Đá đứng ngay mặt cầu thủ từ không đá và ai thật mái nhảy trước đi xem. Mái nhảy này, mái cúi quá. Mái nhảy. Wow. Cái mái nhảy này, cúi dưới. Nhảy nhá. Nhảy nào, nhảy nào. Nhảy. Mái nhảy. Mái cúi quá. Nhảy. Mái đang ở trên nha anh em nhé. Này này, cúi qua. Mày còn thích nhảy hơn cả trống. Cứ rúi rúi. Tít tít tít. Con mái đi nhảy.
quá là bám lồng luôn, nhưng không đá sợ thật. Tít tít tít. Thoải mái. Còn chưa có người hỏi xin mái. Đánh được phải cho đây. Chết chấm. Chết nha. Ai ném chấm. Nhà mái đang đứng thẫn thờ này. Chào dạng được mái nữa đâu. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bộ Khánh Linh nhá. Chào mọi người.